Ngày hội đại đoàn kết năm nay của xóm làng Lậm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ trở nên tưng bừng, phấn khởi hơn. Bởi sau 3 tháng thi công, công trình nhà văn hóa xóm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu nay của hơn 100 hộ dân nơi đây. Trong đó có trên 90% là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Trước ngày ấy thì là không đủ diện tích cho bà con sinh hoạt. Từ cái ngày có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quan tâm đến xóm, thế cho nên là vừa rồi cũng hỗ trợ được cho xóm là 500 triệu. Rất là nhanh chóng đưa về những cơ sở chúng tôi để làm bây giờ là được cái nhà văn hóa bây giờ đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Rất là cảm ơn cái nghị quyết đã đưa ra như thế, rất là nhanh chóng đối với địa phương. Nhà văn hóa xóm làng Lậm là một trong những nhà văn hóa khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đồng Hỷ được hỗ trợ kinh phí xây dựng theo nghị quyết số 03, quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Đây cũng là căn cứ quan trọng để địa phương này có thể hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Ủy ban huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 03, gồm có các nội dung cụ thể. Một là hỗ trợ xây mới và cải tạo mở rộng nhà văn hóa. Thứ hai là rà soát các khu dân cư để đề xuất với tỉnh hỗ trợ trang cấp các thiết bị âm thanh và dụng cụ thể thao. Đến nay thì Ủy ban huyện đã có văn bản báo cáo Sở Văn hóa Thao du lịch để đề nghị cấp 18 cái bộ thiết bị âm thanh của chương trình mục tiêu quốc gia. Và đối với nghị quyết 03 thì chúng tôi đã đề xuất tỉnh sẽ cấp khoảng 15 bộ thiết bị âm thanh và dụng cụ thể thao cho khu dân cư. Thứ hai là đã tổ chức xây mới được 8 nhà văn hóa cho các tổ dân phố ở khu dân cư, trên kế hoạch là 4 nhà. Sau khi nghị quyết 03 được thông qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ xây mới, cải tạo sửa chữa nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Theo đó, tổng số nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố dự kiến được hỗ trợ trong giai đoạn này là 558 nhà, trong đó xây mới 298 nhà, sửa chữa và cải tạo 260 nhà. Các mức hỗ trợ được ưu tiên theo khu vực, với mức hỗ trợ cao nhất không quá 500 triệu đồng một công trình xây mới và không quá 300 triệu đồng một công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng. Theo kế hoạch, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ mua sắm 600 bộ trang thiết bị cho các nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố với tổng kinh phí dự kiến là 30 tỷ đồng, được phân kỳ thực hiện trong giai đoạn 2023-2025. Hiện nay, trên cơ sở hướng dẫn của các ngành chuyên môn, các địa phương đang tập trung triển khai nghị quyết, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời. Hiện nay, Phòng Văn hóa Thông tin huyện cũng đang phối hợp với các cơ quan đơn vị và đặc biệt là các xã thị trấn rà soát các danh sách đăng ký xây dựng trong năm 2024. Từ cái danh sách đó thì phòng sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn để thẩm định, xác định rõ đối tượng, từ đó tham mưu cho lãnh đạo huyện có cái cơ chế và nguồn lực đảm bảo thực hiện nghị quyết theo quy định. Võ Nhai là vẫn còn khoảng 30 nhà văn hóa là có nhu cầu xây mới và khoảng 72 nhà văn hóa là cần phải nâng cấp sửa chữa. Chính vì vậy mà để đảm bảo theo các cái quy định, theo tiêu chuẩn, theo quy định thì cần phải có cái nâng cấp và sửa chữa. Và đây là một cái nguồn kinh phí hỗ trợ thì rất là có ý nghĩa để đảm bảo cho bà con nhân dân được nâng cao về đời sống vật chất, về tinh thần. Mục tiêu đề ra đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có từ 80 đến 90% nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được ban hành sẽ tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích sự đồng hành tham gia đóng góp, đối ứng của mọi người dân trong xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn. Đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là các xóm vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.